Rồi, đoàn anh ra ghé ăn sáng ở Mê Công Long Thành ha. À, cái dạng giống như nhà ăn khách sạn rồi đó á. Nó cho mấy món ăn sáng á, là món bò, hủ tiếu, bánh canh, mặn ha. Cứ đi ra ngồi trong kia ăn hủ tiếu. Cảnh của Mê Công đúng nhiều lắm ha, khu uống cho ly nước xong rồi vô đây là kêu món cũng rộng lắm á, nhiều gian á, này là giống như nhà ăn chính á. Tới 7:45 giờ chắc cũng tầm nãy là đi 6 giờ, khởi hành lúc 6 giờ, đi tới đây bây giờ là 7:15 ha, là một tiếng 15 phút là tới Mê Công này. Ok, à, vậy đó ha, mình cho biết khu ở trong đây, khu này nó cũng bán được cho chị em cũng ok, dừng.